Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video của Hoàng ngày hôm nay, kênh Hòn Tuyết Lăn Investment. Thì với những ai mà chúng ta xem cái kênh này lần đầu tiên thì chúng ta có thể đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo ở đây để nhận được những video mới nhất của Hoàng về thị trường. Thì trên đây là những cái quan điểm cá nhân của Hoàng về thị trường, thì anh chị nào mà chúng ta thấy hay hay là bổ ích thì giúp Hoàng là chúng ta like video hoặc là chia sẻ video này đến nhiều người hơn. Ok, thì chúng ta quay lại với cái nội dung chính trong video ngày hôm nay. Cái đầu tiên thì chúng ta biết là sau một tuần giao dịch thì chúng ta thấy là phiên cuối tuần thì thị trường chúng ta gặp một cái phiên điều chỉnh khá là mạnh, giảm tận 17 điểm ở đây. Thì Hoàng biết rằng cuối tuần thì cái tâm lý nhà đầu tư hiện tại đang rất là hoang mang, đúng không ạ? Vì vậy Hoàng làm video ngày hôm nay để chia sẻ anh chị những cái góc nhìn của mình để anh chị có một cái sự chuẩn bị cho cái phiên giao dịch tuần tới nó được cẩn thận nhất, đúng không ạ? Ok, thì quay lại với thị trường thì chúng ta thấy là sơ qua một chút thì chúng ta thấy là cái thanh khoản phiên vừa rồi, đúng không ạ, là rất là cao, là gần 45.000 tỷ, đúng không ạ? Thì anh chị cứ để ý những cái phiên rung lắc hay những cái phiên mà tăng mạnh á thì cái thanh khoản nó luôn luôn là nó cao, đúng không ạ? Cho thấy cái lượng mua bán nó rất là nhiều, đúng không ạ? Lượng bán ra, lượng mua vào cũng rất là nhiều, vì vậy thanh khoản nó rất là cao. Và chúng ta thấy là trên mảng các cái cổ phiếu thì chúng ta thấy có 124 mã tăng, chiều còn lại là 346 mà giảm, đúng không ạ? Nhìn chung là mà giảm gần gấp 3 mà tăng, đúng không ạ? Trong VN30 thì có 11 mã tăng và 17 mã giảm, đúng không ạ? VN30 thì chúng ta biết là thị trường được đỡ giá bởi những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành về bất động sản, đúng không ạ? Đây, nhóm ngành bất động sản đây anh chị thấy này. Thì nhóm ngành bất động sản này anh chị để ý thì giai đoạn vào đầu phiên, đúng không ạ? Đầu phiên khi mà mở phiên vào ngày 19 tháng 11, phiên thứ 6 thì chúng ta thấy là nhóm ngành về ngân hàng như thế này, đúng không ạ? Nhóm ngành về ngân hàng. Xin lỗi mọi người, nhóm ngành về ngân hàng thì chúng ta thấy là gì? Vào giai đoạn vào buổi sáng thì chúng ta thấy những cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu ngân hàng này nó tăng gần đến 5-6%, đúng không ạ? Thậm chí HD Bank nó tăng trần, đúng không ạ? HD Bank nó tăng trần, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì? Là cái giai đoạn buổi sáng này nè, khi mà thị trường chúng ta chưa có gì biến động thì nhóm ngân hàng đã kéo rất là mạnh rồi, đúng không ạ? Phiên chiều thì bị đạp thì nhóm ngân hàng nó giảm điểm theo thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn giữ được sắc xanh, đúng không ạ? Thì thị trường chúng ta mở phiên, đúng không ạ? Mở phiên là nó quanh 1470, nó quanh vùng tham chiếu á, đúng không ạ? Đến phiên chiều gần 2 giờ thì chúng ta thấy cái áp lực bán rất là mạnh, đúng không ạ? Thì nở ra cái áp lực bán này đầu tiên thì phải nói đến là cái nhóm ngành về dầu khí, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy là vào khoảng là 1 giờ 15 đúng không ạ? Khi mà nhóm dầu khí bắt đầu nó đỏ 5-6%, đúng không ạ? Thậm chí là BVD, cổ phiếu BVD, đúng không ạ? Giai đoạn trước nó tăng mạnh thì nó cũng đã giảm sàn. Đây, chị có thể thấy đây, BVD sàn. Thì chúng ta thấy áp lực nó bán ở cái nhóm dầu khí này, sau đó là đến nhóm cảng biển, rồi đến nhóm bất động sản, rồi chứng khoán, đúng không ạ? Tuy nhiên nhóm chứng khoán thì cái lực cầu vào cuối phiên nó vô rất là mạnh, thì chúng ta thấy là nó cũng hồi lại, đúng không ạ? Nó chỉ giảm từ 2-3% thôi, đúng không ạ? Thì nhìn trên các cái cổ phiếu thì chúng ta thấy áp lực bán thì đều vào cái phiên chiều như thế này, đúng không ạ? Thì chúng ta để ý là cái lực bán ở cái phiên chiều này rất là nhanh, đúng không ạ? Nếu mà anh chị nào mà chúng ta bán không kịp á thì phải nói là chúng ta phải chấp nhận bán giá sàn, bởi vì Hoàng thấy cái lệnh nó kê khoảng là chỉ là 30 giây đến 1 phút nó bán xuống thôi, đúng không ạ? Thì lệnh thì toàn là lệnh robot, đúng không ạ? Thì lệnh robot thì nó căn ke giá rất là chính xác, đúng không ạ? Nó bán xuống rất là mạnh và giảm, đúng không ạ? Nhưng mà đến những cái vùng mà giảm khoảng 30 điểm, đúng không ạ? Giảm 30 điểm thì có lực cầu một chút vào nó kéo lên ở những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành chứng khoán, đúng không ạ? Thì nó được cái lực cầu nó vào nó kéo của chỉ số lên, thì khiến chỉ số chỉ giảm còn là 17 điểm mà thôi, đúng không ạ? Và chúng ta biết là đóng phiên thì thị trường chúng ta vẫn đóng trên vùng 1452, và gì, nó vẫn trên những cái mốc hỗ trợ là 1440 và mốc hỗ trợ cứng nhất là 1420, đúng không ạ? Thì tuy nhiên thị trường chúng ta chỉ giảm 17 điểm thôi, nhưng mà chúng ta để ý rất nhiều các cái cổ phiếu giảm gần sàn, đúng không ạ? Thậm chí có những cổ phiếu giảm sàn. Thì hiện tại thì với những cái lực như vậy thì chúng ta biết là gì? Không phải là thị trường là gì? Thị trường là tăng điểm thì những cổ phiếu nó sẽ tăng, hoặc là thị trường giảm điểm thì những cổ phiếu sẽ giảm, đúng không ạ? Chúng ta thấy là phiên vừa rồi giảm nhưng mà cổ phiếu ngân hàng vẫn xanh, đúng không ạ? Mặc dù thị trường giảm 17 điểm nhưng mà những cái cổ phiếu, đúng không ạ, đã giảm sàn, đúng không ạ? Thì nó mang một cái vấn đề ở đây là gì? Cái thị trường hiện tại thì Hoàng nghĩ rằng anh chị nên quan tâm cái danh mục những cái cổ phiếu ngành của mình, nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều so với việc chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ số, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là với cái áp lực bán như vậy, đúng không ạ, của thị trường giảm 17 điểm như thế này, và với cái áp lực bán như vậy thì Hoàng nghĩ rằng vào đầu tuần, những cái phiên đầu tuần sau thì sẽ gặp tiếp những áp lực bán nữa. Thì đó là lý do là
là Hoàng không cho anh chị room của mình mua vào cái giai đoạn vào phiên ngày 19 tháng 1, phiên thứ 6 khi mà những cái cổ phiếu này giảm rất là mạnh, Hoàng không cho bắt. Bởi vì rất nhiều, rất có khả năng là gì? Vào cuối tuần nó ra những cái tin xấu và khiến cái tuần sau nhà đầu tư họ mang cái tâm lý lo sợ ở những cái phiên thứ 6 này và họ mang hàng ra họ bán đầu tuần. Đúng không? Thì nếu mà họ mang hàng ra bán đầu tuần thì chúng ta sẽ canh, chúng ta bắt được những cái giá nó chiết khấu hơn. Đúng không? Thì đó là lý do tại sao Hoàng chờ cái đầu tuần khi mà thị trường nó ổn. Đúng không? Để nó tìm được những cái điểm cân bằng cầu vào thì chúng ta vào nó sẽ an toàn hơn rất nhiều việc mà chúng ta mua, đúng không ạ, mua trong phiên vào ngày 19 tháng 1 này, đúng không ạ. Nhìn chung thì thị trường là gì, sẽ gặp áp lực bán là vào tuần sau, đúng không ạ. Thì những áp lực bán này thì Hoàng nghĩ rằng anh chị có thể là chúng ta canh bắt, đúng không ạ, chúng ta canh bắt để chúng ta đảo hàng hoặc là chúng ta tham gia vị thế mới được, đúng không ạ. Tuy nhiên ở các cái nhóm ngành anh chị đều phải là chúng ta chọn lựa đúng cái nhóm ngành để chúng ta đầu tư, đúng không ạ. Giống như nhóm ngành về sắt thép, đúng không ạ, thì đang rất là xấu, thì anh chị bay vào anh chị đầu tư thì Hoàng nghĩ là không nên, đúng không ạ. Bởi vì những cái cổ phiếu như là Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim để nó đang đều vào cái quá trình là gì, đào chen hết và cái lực cầu nó bán rất là mạnh, và anh chị tham gia và chúng ta bắt thì chả khác gì mà chúng ta bắt rao, đúng không ạ, bắt giao ở đây và những cổ phiếu này, đúng không ạ. Quá trình đào chen anh chị, nếu chị bắt, đúng không ạ, những cái phiên trước anh chị bắt đây đúng không ạ, thì chúng ta thấy là chúng ta lỗ ngay trong T3, đúng không ạ, và chúng ta chưa biết cái cổ phiếu nào là gì, là vùng đáy của nó cả. Vì vậy anh chị cũng hạn chế cho Hoàng, giống như nhóm ngành sắt thép ấy, anh chị hạn chế cho Hoàng nhá. Bởi vì giai đoạn hiện tại thì bắt đầu có cái sự phân phối ở các nhóm ngành, có nghĩa không phải là thị trường phân phối chung mà các cái cổ phiếu ở các nhóm ngành nó sẽ bắt đầu nó phân phối, đúng không ạ, và nhóm ngành nào tăng trưởng hưởng lợi thì sẽ tiếp tục tăng, còn nhóm ngành nào phân phối thì nó sẽ tiếp tục phân phối. Thì cái này anh chị cần lưu ý cho Hoàng, đúng không ạ. Chúng ta chọn lựa đúng nhóm ngành, nếu mà đầu tuần sau giảm thì anh chị chọn đúng nhóm ngành thì chúng ta mới tham gia, còn anh chị nào không chọn được thì Hoàng nghĩ rằng anh chị không nên tham gia mở vị thế mới. Ok, thì đó là về thị trường. Thì về thị trường thì hai mốc cái hỗ trợ như này hiện tại thì vẫn đang là giữ trên cái mốc này là ổn, và thị trường chúng ta vẫn là cái vùng uptrend ngắn hạn nhá. Khi nào nó thủng những cái mốc 1420 thì chúng ta đã mất những cái vùng trên ngắn hạn, thì lúc đó chúng ta xem xét lại cổ phiếu của mình. Còn hiện tại thì Hoàng nghĩ rằng thị trường chúng ta vẫn có thể là chúng ta đầu tư được, đúng không ạ. Và thấy rằng cái lượng cung ở dưới ở các cái cổ phiếu ở các nhóm ngành như là chứng khoán nó cũng tương đối lớn, vì vậy anh chị cũng không cần quá lo lắng, đúng không ạ. Ok, thì sơ qua về mặt chỉ số là như vậy. Tiếp theo là chúng ta đến những cái cổ phiếu ở các cái nhóm ngành mà nhà đầu tư rất quan tâm, đúng không ạ. Dòng sắt thép thì phải nói là giai đoạn trước thì Hoàng là bán từ những cái vùng mà nó thủng những cái vùng này rồi, vùng nền này rồi, đúng không ạ. Đúng không ạ, thì anh chị nào không bán theo thì chúng ta giữ đến bây giờ thì chúng ta nhận được những khoản lỗ phải nói là nó khá là tương đối lớn, và cũng hiện tại, đúng không ạ, các vị thế mà nắm hàng thì cũng phải nói là tương đối khó khăn khi mà chúng ta không dám đưa ra quyết định cắt hay là chúng ta để lại, đúng không ạ. Thì đối với những cái cổ phiếu như là sắt thép thì chúng ta thấy là cái quá trình của nó vào downtrend nó rất là rõ ràng, và chúng ta thấy cái lượng cung nó bán ra rất là nhiều, đúng không ạ. Thì nhóm sắt thép thì giai đoạn trước thì Hoàng cũng đã nói rồi là gì, nó có cái vấn đề là gì, cái giá thép, đúng không ạ, cái tình trạng mà cái nhu cầu nước ngoài nó không còn nhiều nữa, và cái giá thép, đúng không ạ, mang theo đó cái giá thép của HRC nó cũng đã giảm về quanh những cái nền 2018 rồi, đúng không ạ. Thì nếu chị đầu tư thép, đúng không ạ, đối với những cái cổ phiếu thép của Việt Nam thì chị hiểu rằng là gì, nó là những cái cổ phiếu thuộc tính chu kỳ, và chúng ta những cổ phiếu này thì nó tăng, đúng không ạ, những cổ phiếu này tăng là nhờ vào cái sự kỳ vọng tăng trưởng của những cái cổ phiếu này, đúng không ạ. Khi mà chúng ta thấy là từ đầu năm đến giai đoạn tháng 8 vừa rồi thì những cái cổ phiếu này giá thép HRC nó lên, đúng không ạ, thì những cái cổ phiếu này nó tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ, thì giá cổ phiếu nó đẩy lên rất là cao, như Hòa Phát này, đúng không ạ, Nam Kim này tăng từ đầu năm đến bây giờ rất là mạnh, Hoa Sen cũng vậy, đúng không ạ, tăng từ đầu năm đến bây giờ rất là mạnh rồi, cả 600-700% rồi. Thì hiện tại thì cái nhu cầu ở thế giới về sắt thép nó bị gì, nó bị ngắn lại, và gì khiến cái giá thép HRC, đúng không ạ, thì nó giảm, đúng không ạ. Thì anh chị có thể là vô cái trang mà Investing để anh chị xem cái giá thép HRC cũng như là thép xây dựng. Đây anh chị có thể thấy đây, đúng không ạ. Thì anh chị có thể vô trang này để chúng ta xem cái giá thép HRC, đúng không ạ. Nhìn chung thì chúng ta xem thì giá thép, đúng không ạ, có những lúc tăng giai đoạn vào khoảng là tháng 7, đúng không ạ, tăng lên 8.000, đúng không ạ, từ cái vùng đáy vào tháng 3
đúng không ạ? Thì nó tăng lên khoảng khoảng là tháng 1 chứ tăng lên khoảng là 6.000 đúng không ạ? Gần như là tăng gần gấp đôi, nhưng mà bây giờ nó đã giảm về rồi, giảm về quanh đây rồi đúng không ạ? Thì chả khác gì nó chỉ cách, nó giảm khá là mạnh đấy, khoảng 50% đấy từ đỉnh xuống á, thì đang cách nền gần nền 2018. Vì vậy nó khiến những cái cổ phiếu này, đây là những cái nguyên nhân này, nguyên nhân cái giá thép HRC nó giảm như vậy và khiến những cái cổ phiếu sắt thép thương mại này nó giảm điểm khá là mạnh. Đúng không? Vì vậy anh chị cần chú ý cho Hoàng. Và như Hoàng nói rồi, để những cái cổ phiếu này nó phục hồi lại á, đúng không ạ? Vùng mà đỉnh của nó phải nói chúng ta phải nói mất rất nhiều thời gian. Anh chị thấy này, đúng không? Để nó phục hồi phải nó mất rất nhiều thời gian. Để nó phục hồi lên những cái vùng mà tích lũy của nó, để nó kết nối lại vùng trend của nó thì phải nó mất rất nhiều thời gian, đúng không ạ? Và chúng ta thấy cái áp lực bán bây giờ nó chưa ngớt nữa, đúng không ạ? Giai đoạn trước cũng vậy, anh chị thấy này. Và sau khi mà nó gãy những cái vùng trend của nó thì nó kết nối lại phải nói rất là lâu, mất cả tháng trời, đúng không ạ? Ít nhất cũng là mất tháng trời, đúng không ạ? Thì nó mới kết nối lại được, đúng không ạ? Còn hiện tại thì nếu mà đà giảm sâu như vậy thì hoàn toàn nó rất là mất thời gian để nó kết nối lại cái vùng trend như thế này. Và với những cái thông tin xấu nữa như là giá thép HRC, đúng không ạ? Thì đó là những cái thông tin mà tiêu cực đối với dòng sắt thép hiện tại, đúng không ạ? Rồi hoa sen này, anh chị thấy này, nó cũng giảm mạnh khá là mạnh, đúng không ạ? Đây, giống như giai đoạn trước anh chị thấy này, để nó phục hồi thì anh chị thấy mất rất nhiều thời gian đâu. Nếu anh chị mua ở đây, đúng không ạ? Thì để nó phục hồi lên tới đây, phải nói chúng ta mất cả bao nhiêu? Chúng ta mất cả 2 tháng trời để nó phục hồi lên những cái vùng hòa vốn của chúng ta. Vì vậy anh chị cũng cần chú ý cho Hoàng, những cổ phiếu thép hiện tại nó khá là xấu, đúng không ạ? Anh chị chú ý. Hoa sen là Nam Kim Hoàng đã bảo lâu khi mà nó xuất hiện. Từ giai đoạn này, tôi nhận cuối tháng 10 Hoàng cũng đã nói rồi, nó đã xuất hiện những tín hiệu xấu đầu tiên. Đúng không ạ? Thì bây giờ nó đã bước vào quá trình giảm điểm khá là mạnh. Vậy anh chị cẩn thận nhá. Nếu anh chị nắm những cổ phiếu này, chị phải cực kỳ cẩn thận cho Hoàng, bởi vì cái rủi ro nó đang khá là lớn, vì áp lực bán nó khá là nhiều. Nhớ anh chị chú ý cho Hoàng. Và đối với Hòa Phát này, Hòa Phát anh chị thấy này, đúng không ạ? Nó là một cổ phiếu phải nói là quốc dân, đúng không ạ? Và rất nhiều cái lượng hàng trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Ai hầu như ai cũng nắm những cổ phiếu này. Vì vậy á, những cổ phiếu này để một cái độ nào đó làm giá phải nói rất là khó, bởi vì họ không đủ tiền và không đủ nguồn lực, đúng không ạ? Ví dụ giờ họ cho tiền vô họ kéo, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì cứ lên là bị xả xuống, bởi vì cái lượng hàng anh chị thấy ở giai đoạn trước, cái lượng hàng ở trên đây nó khá là nhiều, cái lượng hàng bên này khá là nhiều, và lên vụ này thì anh chị thấy là cái lượng nhà đầu tư ở đây họ hòa vốn, họ bán ra cũng khá là nhiều. Và bây giờ đi nữa, đúng không ạ? Thì đương nhiên là những cái vùng này là những vùng là gì, thanh lọc nhà đầu tư, đúng không ạ? Thanh lọc nhà đầu tư, ai bán thì những nhà đầu tư khác sẽ nhảy vào. Và gì, những cổ phiếu này để nó lên đây nữa thì nó gặp những áp lực bán ở vùng này nữa. Vì vậy nó sẽ rất là khó khăn để nó kết nối lại những vùng này, đúng không ạ? Cái lời khuyên Hoàng nghĩ duy nhất là nếu anh chị đầu tư mà theo dòng tiền thì Hoàng nghĩ rằng anh chị nên dứt khoát bán, để chúng ta sang những cổ phiếu mà đang giữ trend tăng tích cực như nhóm ngành về chứng khoán chẳng hạn, để chúng ta đầu tư nó sẽ được cái lợi suất của chúng ta nó mạnh hơn. Ok, thì đó là nhóm ngành về sắt thép. Tiếp theo Hoàng sẽ nói về nhóm ngành về chứng khoán. Ngày hôm nay Hoàng nói hai nhóm ngành thôi, được không ạ? Đối với cái ngành về chứng khoán thì chúng ta để ý những cổ phiếu như VND, đúng không ạ? Khi mà nó phát hành, nó tăng vốn thì nó tiếp tục nó tăng rất là mạnh. Và chúng ta thấy là cả ngành chứng khoán, đây ạ, thì chúng ta thấy là sau áp lực bán thì vào cuối phiên nó hồi rất là mạnh, đúng không ạ? Thì đối với những cái cổ phiếu chứng khoán này như giai đoạn trước Hoàng nói, đúng không ạ? Hoàng là người đón sóng, đúng không ạ? Đón sóng đầu tiên, đúng không ạ? Đối với cổ phiếu, đúng không ạ? VSI Hoàng đón từ 61, 62, đúng không ạ? VND này, dòng chứng khoán khi lúc đó nó chưa chạy thì hoàn toàn đón sóng đầu tiên rồi. Thì đối với những cổ phiếu chứng khoán này, khi mà nó đã tạo những cái vùng nền của nó giống như VND chẳng hạn, đúng không ạ? Thì quá trình tăng giá của nó là phải đủ một chu kỳ, đúng không ạ? Nếu chúng ta nhìn vào vĩ mô bây giờ, chúng ta thấy là thanh khoản bây giờ, đúng không ạ? Toàn những cái phiên 30 đến 40 nghìn tỷ, thì những cái công ty chứng khoán này nó chỉ là người đứng ở giữa thôi, và nó mang được cái lợi nhuận nó khá là lớn và cái rủi ro nó rất là ít, đúng không ạ? Nó không có rủi ro luôn, nó chỉ đứng ở giữa, nó ăn tiền thôi, tìm margin các kiểu. Cùng với đó là các công ty chứng khoán này đang thay nhau, đúng không ạ? Ông nào cũng là muốn tăng vốn để tiếp tục họ cho vay ra thị trường nó khá là nhiều, đúng không ạ? Vì thì chúng ta thấy là gì, cái thiên thời của nhóm chứng khoán này nó đang rất là nhiều, nó đang ủng hộ rất là nhiều. Vì vậy anh chị cần chú ý cho Hoàng. Và nó bước vào những cái chu kỳ tăng của nó rồi thì nó tăng ít nhất là từ 50 đến 70%, đúng không ạ? Và chúng ta thấy bây giờ nó chỉ mới tăng 20 đến 30% thôi, đúng không ạ? Thì Hoàng đánh giá rằng một điều là gì, đúng không ạ? Cho dù nó có sự điều chỉnh xảy ra đi chăng nữa thì gì, Hoàng nghĩ anh chị nên nắm chặt những cái cổ phiếu này, nhóm ngành về chứng khoán nó chưa chạy đủ hết chu kỳ thì gì nó sẽ lại chạy tiếp nhá.
nó chỉ chỉnh theo thị trường chung một tí thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ chạy tiếp. Vì vậy nhóm ngành chứng khoán thì Hoàng thấy là đang hội tụ được đủ những yếu tố mà ủng hộ ở những cái nhóm ngành này, thì anh chị cứ nắm chặt cho Hoàng, đúng không ạ? Thậm chí là những cái phiên đầu tuần sau, anh chị nào mà chúng ta chưa có hàng, chúng ta canh điều chỉnh những cái cổ phiếu này điều chỉnh, thì anh chị có thể chúng ta tham gia được nhá. Nhóm ngành về chứng khoán là như vậy, đúng không ạ? Thì trong nhóm ngành tài chính thì anh chị thấy là Hoàng đánh chứng khoán nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì nhóm ngân hàng thì chúng ta thấy là những cái vùng nền của nó, đúng không ạ? Những cái vùng nền của nó chưa bứt thoát ra nữa, đúng không ạ? Như là MBB này, nó vẫn nằm ở dưới này, rồi CTG, đúng không ạ? Nó vẫn là nằm ở kênh giảm thôi, đúng không ạ? Và nó để bứt phá ra thì Hoàng chưa thấy. CTG này, rồi những cổ phiếu như STB này, đúng không ạ? Mặc dù là phiên cuối tuần vừa rồi nhóm ngân hàng này nó xanh, nhưng mà Hoàng không đánh, đúng không ạ? Hoàng không đánh bởi vì chưa chắc là gì nó hình thành một cái kênh tăng giá, đúng không ạ? Chưa chắc hình thành một kênh giá, bởi vì những cái cổ phiếu này hầu như đang ở những cái vùng nền của nó thôi, và nó chưa hình thành kênh tăng giá thì mình không đánh, đúng không ạ? Dòng tiền chớp choáng một hai phiên thì chúng ta không thể đánh giá được, đúng không ạ? Vì vậy anh chị cũng cần lưu ý cho Hoàng cái vấn đề này. Thì đó là về nhóm ngành về ngân hàng, và đúng không ạ? Nhóm ngành về ngân hàng và nhóm ngành chứng khoán, về tài chính, đúng không ạ? Thì Hoàng đánh về chứng khoán nhiều hơn, đúng không ạ? Còn nhóm ngành về bất động sản thì anh chị nào đầu tư chung và dài hạn thì vẫn hold được nhá. Còn giờ điểm mua mới thì phải nói là sẽ không có cho anh chị, và cái giá này thì không ai dám tư vấn cho anh chị mua mới cả. Vì vậy anh chị cũng là chúng ta nên cân nhắc nếu chị đầu tư vào những cái cổ phiếu bất động sản nhé. Giai đoạn hiện tại thì nó thật hoàn tập trung vào nhóm chứng khoán với đầu tư công thôi nhé, đầu tư công. Ok, thì tóm lại là video của Hoàng ngày hôm nay ngắn gọn như vậy. Tóm lại là thị trường chúng ta phiên cuối tuần vừa rồi áp lực bán khá là mạnh, thì khả năng phiên đầu tuần sẽ có những cái phiên tiếp tục nó bán nữa và khiến chỉ số chúng ta giảm nữa, đúng không ạ? Thì chỉ số chúng ta giảm nữa thì Hoàng nghĩ rằng những cái cổ phiếu mà bị ảnh hưởng ngắn hạn như là dòng chứng khoán thì anh chị có thể chúng ta tham gia được. Tóm lại là như vậy, đúng không ạ? Nhóm ngành chứng khoán. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì video của Hoàng ngày hôm nay đơn giản là tới đây thôi, đúng không ạ? Cũng như là mong cho anh chị những góc nhìn tối đa về nhóm ngành sắt thép cũng như nhóm ngành về chứng khoán và cả thị trường chung, đúng không ạ? Cả thị trường chung. Thì Hoàng nghĩ rằng thị trường chung thì hiện tại chúng ta đừng quá quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm đến những cái nhóm ngành mà nó vẫn còn tăng trưởng và nó chưa có dấu hiệu phân phối thôi nhá. Ok, thì video của Hoàng ngày hôm nay đến đây kết thúc. Thì anh chị nào có nhu cầu vào những cái room VIP của Hoàng, room VIP của Hoàng, thì anh chị có thể là về làm khách hàng của Hoàng bằng cách là chúng ta mở tài khoản link kèm video ở đây, hướng dẫn mở tài khoản ở đây, và anh chị liên hệ cho Hoàng số điện thoại phía dưới màn hình nhá. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ.